Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Một Cuộc Chiến. Để huấn luyện ra một chú cảnh khuyển vô cùng khó khăn, tốn rất nhiều tiền thời gian và công sức mới truy vết được lũ tội phạm. Đúng là trong cái khó ló cái khôn. Ấy vậy mà đám tội phạm ma túy lần này lại nghĩ ra một kế sách, đó là đi ăn trộm cảnh khuyển rồi ép nó chơi ma túy. Khứu giác của cảnh khuyển bị ảnh hưởng không thể phát hiện ra ma túy. Nhờ vậy mà bọn này mới chót lọt được nhiều vụ mua bán lớn. Nhưng hôm nay lại đụng phải một viên cảnh sát từng là thủy quân lục chiến. Chú chó của anh bị chết vì sốc thuốc do chơi quá liều, nên anh quyết tâm sẽ dọn sạch ổ tội phạm này. Liệu một mình anh có chống lại được cả băng đảng hay không? Mời các bạn cùng Sakura xem review hôm nay nhé! Sĩ quan Jay Jotzer, một thành viên của đơn vị K9, lái xe vòng quanh khu vực tồi tàn nhất của Los Angeles, cùng với người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của mình. Cảnh khuyển AC, cậu ấy được huấn luyện để đánh hơi ma túy và phát hiện những hoạt động đáng ngờ của tội phạm. Ngay lúc anh đang tâm sự các thứ với chú chó, chủ yếu là phàn nàn về tình trạng thế giới hiện nay, thì nhận được cuộc gọi từ một cảnh sát khác trong khu vực. Khi Jay và AC đến nơi, họ chỉ thấy một chiếc xe không chính chủ ở đó. Sau khi tìm hiểu thông qua người đàn ông vô gia cư tên Dante, anh biết được rằng nghi phạm đã bỏ của chạy lấy người. Jay quay trở lại xe của mình, cởi xích cho AC để cậu ấy đánh hơi chiếc xe kia. Rất nhanh với khả năng nghiệp vụ của mình, AC phát hiện ra mai con nhà bà Thúy được giấu trong cốp xe. Mọi người nhanh chóng mở ra và nhìn thấy một số lượng lớn mai Thúy trong đó. Kế đến Jay và AC bắt đầu truy tìm nghi phạm xung quanh khu vực, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào xuất hiện trên đường phố. Mất một lúc, AC ngửi thấy thứ gì đó khả nghi gần một căn lều. Jay nhanh chóng gọi người ở bên trong ra để hỏi chuyện. Đột nhiên, tiếng súng phát ra từ bên trong, khiến một sĩ quan khác bị thương. Trong khi họ đang cố báo tin về cấp trên xin điều thêm đồng nghiệp hỗ trợ, thì một sĩ quan cảnh sát khác vô tình chạm vào gói ma túy, kích hoạt quả bom khiến chiếc xe phát nổ ngay lập tức. Mọi thứ xung quanh dần trở nên hỗn loạn. Nhân cơ hội đó, tên nghi phạm đã nhanh chóng chạy thoát. Hiện tại chỉ còn Jay đủ khả năng truy đuổi, vì vậy anh đã cùng AC chạy theo hắn ta. Cả hai đuổi đến một tòa nhà đang xây dựng. AC nhanh chóng đánh hơi tìm thấy một người đàn ông đang nằm ở đó. Nhưng không lâu để Jay nhận ra đây chính là cái bẫy của nghi phạm. Hắn chỉ để lại áo khoác trên người đàn ông này để ngụy trang. Trong khi Jay còn đang suy nghĩ, nghi phạm đang núp trong bóng tối gần đó đã ra lệnh cho AC nằm xuống. Hắn dùng tiếng Đức giống y hệt như cách mà cảnh sát huấn luyện cảnh khuyển thường nói, khiến Jay không trở tay kịp. Ngay sau đó, một cuộc đấu súng căng thẳng diễn ra, cuối cùng hắn bị văng ra khỏi cửa sổ và rơi trực tiếp xuống đất tử vong tại chỗ. Tuy nhiên trong lúc ẩu đả, AC đã không may trúng đạn và bị thương nặng. Jay nhanh chóng đưa AC quay lại hiện trường ban đầu, nơi đang tập trung xe cứu thương và cảnh sát. Anh vội vàng nhờ bác sĩ cứu chữa cho AC. Tuy nhiên nhân viên y tế lại nói rằng họ phải lo cho những người bị thương trước, sau đó mới đến lượt AC. Chỉ vì mạng sống của con người vẫn quý hơn một con chó, Jay không thể tin được, vì với anh AC cũng chính là đồng đội như bao cảnh sát khác. Anh không nhịn nổi sự tức giận, sau đó tung một đấm vào mặt nhân viên y tế. Cuộc ẩu đả giữa hai người thế là được một người đi đường ghi lại. Tin sốc cảnh sát đánh dân này nhất thời rộn ràng khắp cõi mạng, khiến cấp trên của Jay vô cùng tức giận. Nhưng nhiều đó vẫn không đau đớn bằng việc AC đã qua đời. Lễ truy điệu của cậu được tổ chức như một cựu cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, với đông đảo sự góp mặt của cảnh sát và những chú chó đồng nghiệp khác. Cuối cùng tang lễ khép lại sau lời chia sẻ của Jay dành cho AC. Nhưng chắc chắn một điều rằng nỗi đau này sẽ là mãi mãi với anh, vì AC vốn dĩ là một phần trong cuộc sống đơn độc vô vị của Jay. Lúc này anh gặp được một người phụ nữ tốt bụng, cô hỏi anh có cần chia sẻ với mình điều gì không, vì cô thấy trên gương mặt anh ẩn chứa một nỗi buồn nào đó sâu thẳm. Thời gian trôi qua, anh ngày càng cảm thấy khó khăn hơn khi phải sống thiếu AC. Lúc này tại sở cảnh sát, anh ấy bị thẩm vấn về những sự kiện xảy ra ngày hôm đó. Cuộc thẩm vấn dần trở nên căng thẳng khi cấp trên chỉ trích Jay quá ngây thơ và liều lĩnh khi anh không ra tay giúp đỡ đồng đội đang bị thương, mà lại cùng AC đuổi theo tên nghi phạm kia. Nhưng Jay không quan tâm, anh chỉ có một nghi ngờ cần giải đáp, đó là tên nghi phạm kia có lẽ cũng là cảnh sát giống như họ, bởi cách hắn ta ra lệnh cho AC rất chuyên nghiệp như người trong ngành. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Jay mất bình tĩnh như vậy. Anh vốn dĩ là cựu thủy quân lục chiến, sau mặt trận tại Afghanistan và Iraq trở về, Jay đã mắc chứng rối loạn sau sang chấn. Vì thế cấp trên đề nghị Jay lần nữa tham gia trị liệu tâm lý từ chuyên gia trước khi quay trở lại với công việc, nhưng anh lại yêu cầu được xem báo cáo khám nghiệm tử thi của AC. Tuy nhiên cấp trên không đồng ý. Trong cơn tức giận, Jay đã từ chức và rời khỏi phòng ngay sau đó. Ra bên ngoài, anh gặp đồng nghiệp Jamot, liền nhờ cô ấy giúp mình tìm ra nguyên nhân cái chết của AC. Tại khu nhà của K9, Jay đến gặp Leland, một người huấn luyện chó cảnh sát trong đơn vị. Ông ấy hiểu những gì anh phải trải qua, nên khuyên Jay hãy chọn một chú chó mới đồng hành.
vì càng ở một mình anh sẽ càng đau buồn hơn. Jay vô tình đi ngang một chiếc chuồng gần đó, rồi nhìn thấy một chú chó bị nhốt trong lồng với chiếc dọ mõm. Lilian nói rằng cô chó đó tên là Sóc, người bạn này đã không may nghiện ma túy, tuy nhiên ông cũng không tiết lộ nguyên nhân. Chỉ bảo Jay nếu muốn biết hãy tự tìm hiểu. Khi Lilian rời khỏi đó, Jay nhìn vào Sóc và dường như tìm thấy mối liên hệ nào đó trong đôi mắt cô chó tội nghiệp. Tối hôm đó, Jay lái xe ra ngoài để tìm Dante nhưng không tìm được bất cứ manh mối nào, liền ghé vào hỏi một cô gái làng chơi. Cô ấy hút mẹ hết điếu thuốc mà không nói gì cả, còn bảo rằng nếu tôi nói thì anh sẽ cho tôi được lợi ích gì nào. Với lại ở đây có hàng tá gã tên là Dante. Sau khi cô gái vừa rời đi không bao lâu, anh nhặt được dưới đất là một lọ ma túy tổng hợp. Trên đó còn có ghi ký hiệu của công ty sản xuất. Ngay sau đó một viên cảnh sát tuần tra khóa tay của anh. Hắn nghi ngờ anh có liên quan đến hoạt động buôn bán chất cấm. Nhưng vừa nhìn mặt anh, viên cảnh sát đã nhận ra idol giới trẻ, liền thả anh ra và dặn đừng đi đến khu vực phức tạp này vào ban đêm. Anh lại đi đến quán cà phê nơi hẹn gặp Jamot. Nữ đồng nghiệp cung cấp một số thông tin về cái chết của AC cho Jay, trong đó cho thấy phát hiện một lượng fentanyl trong máu của AC, một dạng ma túy rất nguy hiểm. Lúc này anh vẽ ra một ký hiệu và hỏi Jamot đã từng thấy cái gì tương tự như thế chưa. Cô ấy nói rằng nó đã giết chết nhiều người trong năm qua, hơn cả chiến tranh ở Việt Nam. Jay chia sẻ rằng anh đã nhìn thấy biểu tượng đó trên đường trước khi AC bị bắn, và anh cần biết người đã tạo ra chúng, có lẽ đó là manh mối. Nhưng hiện tại Jay đã bị đình chỉ và được yêu cầu sắp xếp đến gặp bác sĩ trị liệu, nên anh không được phép tham gia điều tra bất kỳ vụ án nào. Jamot khuyên anh nên dừng lại, vì Jay đang chơi một trận bóng mà không có đội của mình, phải biết những người trong băng đảng này nguy hiểm đến mức nào. Nhưng với nỗi đau đớn mà anh đang đối mặt, Jay hứa sẽ trả thù những kẻ có liên quan đến cái chết của AC, bằng bất cứ giá nào. Cuối cùng Jamot chỉ có thể khuyên Jay hãy nuôi một chú chó mới. Ngày hôm sau, Jay lại đến thăm Lilian và đồng ý nhận nuôi Sóc. Sau khi tháo dọ mõm, Jay vô tình phát hiện chiếc răng nanh bằng titan của cô nàng. Chú chó bất ngờ bay lên táp phập anh một phát, nhưng còn khuya mới đụng được một tay lão làng như anh. Bấy giờ Lilian mới nói, người chủ cũ của Sóc đã ngược đãi cô một cách tàn bạo. Điều này khiến Jay động lòng trắc ẩn và muốn chăm sóc thật tốt cho người bạn mới này. Sóc cũng rất ngoan, không hề cắn hay tấn công Jay. Sau khi đưa cô chó về nhà, anh cho nó ăn nhưng Sóc lại không ăn. Dường như chiếc cún vẫn bị ám ảnh về người chủ cũ nên không dám ăn. Ngược lại có vẻ cô ấy thích đồ ăn của Jay hơn. Cứ như thế cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè. Sóc giúp Jay thoát khỏi trầm cảm sau cái chết của AC, và ngược lại Jay giúp cô chó có một ngôi nhà mới và một người chủ tốt. Theo thời gian, Jay hiểu rằng anh cần phải gặp bác sĩ trị liệu để có thể nhận được giấy phép từ bác sĩ tâm lý giúp anh quay trở lại đội, tìm hiểu về cái chết bí ẩn của AC. Lúc này Jay cũng bắt đầu hẹn hò với một cô gái tên Mia, và không hề có dấu hiệu của trầm cảm. Vì vậy nhà trị liệu tâm lý không có lý do gì để không cấp giấy phép cho anh. Mục tiêu của Jay ngày càng gần hơn khi một lần nữa được quay trở lại K9. Nhưng buổi huấn luyện giữa anh và cảnh khuyển mới diễn ra không suôn sẻ, vì Sóc không nghe theo mệnh lệnh của Jay. Nhìn cháu người ta thanh niên chỉ biết ước, con nào con nấy đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, làm anh nhớ lại cảnh khuyển AC của mình. Nhưng anh biết là cô chó trước mặt rất thông minh, chẳng qua cái cách anh huấn luyện chưa phù hợp với nó mà thôi. Vì vậy anh đã tiến hành các buổi tập khác với chó cưng của mình. Tuy nhiên cô chó dường như phớt lờ mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Lilian thấy thế đã gợi ý rằng có lẽ do ký ức không tốt trong quá khứ đã khiến Sóc không còn tuân theo mệnh lệnh từ chủ nữa. Jay nhận ra mình vẫn chưa hiểu nhiều về Sóc, nên ở lần tiếp theo khi đang cố ra lệnh cho Sóc, anh đã thử búng ngón tay. Không ngờ ấy vậy mà chú chó lại nghe theo mệnh lệnh của anh, và cô chó đột nhiên hoàn thành toàn bộ bài tập ngay lập tức. Anh rất vui vì cuối cùng cả hai đã hiểu ý nhau. Sáng hôm sau, Jay đến sở cảnh sát yêu cầu mượn chìa khóa chiếc xe trước kia, với lý do lấy chiếc vòng cổ của AC trong đó. Rồi anh sử dụng bộ đàm của mình thông báo tìm kiếm Dante, giả vờ như ông ta đang bị mất tích. Sau đó anh lần theo xe cảnh sát và nhanh chóng tìm thấy Dante. Ông ta nhìn thấy Sóc ngồi trên xe của Jay, ngạc nhiên là có vẻ Dante biết cô chó này. Dante rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cô chó vẫn còn sống nhăn răng. Rõ ràng trước đây nó đã chết rồi mà. Tuy nhiên ông lại không tiết lộ thêm điều gì nữa cả. Jay cũng không hỏi nhiều mà mua chút đồ dùng cá nhân cho Dante, xem như chút thành ý để hỏi vài câu từ ông lão. Jay đưa cho ông ta xem biểu tượng kia. Dante tiết lộ manh mối nằm ở phía bên kia thị trấn, và đây là một cụm từ Trung Quốc. Jay gặng hỏi chúng là gì nhưng Dante không trả lời nữa. Kế tiếp anh lại đến gặp Jamot, muốn cô điều tra giúp mình về giấy đăng ký của chiếc xe đã nổ tung trước đó. Ban đầu Jamot từ chối tìm hiểu, nhưng vì cô từng nợ Jay một ân tình, nên ngày hôm sau, khi anh đang chạy bộ, Jamot đã đến tiết lộ manh mối chiếc xe được tìm thấy tại hiện trường, đăng ký dưới tên CNC 286 Firecrest. Hôm sau là bài thi cuối cùng để nhận chứng chỉ cảnh khuyển. Giám khảo thử dùng bánh xe tải to lớn đè lên một vật nhỏ để xem thời gian cô chó có thể lấy món đồ này là bao lâu. Ban đầu thì Sóc vẫn cố đào bới như những chiếc cảnh khuyển khác, nhưng lâu quá nên nó đã dùng hàm răng cắn chặt bánh xe,
Không ngờ cô chó tuy nhỏ nhưng có võ, thoáng chốc đã làm bánh xe chuyển động, cả đám người cứ vậy há hốc mồm luôn, chơi vậy thì ai chơi lại nữa chứ. Bất ngờ vào lúc tưởng chừng mọi chuyện dừng lại ở đó, thì một tiếng súng vang lên hướng về phía của Jay. Sóc lập tức phản ứng cực gắt lao như điên về phía người nổ súng, cô chó cắn chặt vào cánh tay của hung thủ. Điều này làm huấn luyện viên hết sức kinh ngạc, sức phản ứng của chú chó này nhanh gấp mấy lần chó bình thường. Sau khi gia nhập lại đội cảnh sát, Jay được quyền lái xe đi tuần tra như trước, nên anh đã đi đến ngôi nhà nằm ở một khu vực rất sang trọng. Bên ngoài cánh cổng có ký hiệu trùng khớp với ký hiệu mà anh đã vẽ trước đó. Jay cùng Sóc bắt đầu đột nhập vào bên trong. Xung quanh nơi này chất đầy những can hóa chất, có lẽ bọn chúng dùng nó để điều chế chất ma túy tổng hợp. Anh dần dần bước đến sự thật kinh hoàng. Nhưng trước khi bí mật được bật mí thì anh sẽ phải đối mặt với bọn chúng trước đã. Tại đây anh đối mặt với sự tấn công của một con chó khác và cả chủ nhân của nó trong nhà. Người đàn ông này trông rất giống nghi phạm đã giết AC. Jay và Sóc nhanh chóng kết liễu người đàn ông và con chó kia. Sau đó anh bắt đầu tắm rửa lau vết máu trên người cho Sóc. Jay bất ngờ khi Sóc giết chết con chó kia mà chẳng bị chảy xước gì cả. Trong khi Jay đang nghiên cứu về băng đảng này, Sóc ngồi ngay bên cạnh anh ấy và gây ồn ào. Ban đầu Jay nghĩ rằng nó cần đi vệ sinh hoặc là đã đói. Tuy nhiên âm thanh của Sóc thay đổi khi nó nhìn thấy lọ thuốc mà Jay đang cầm. Anh bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về công ty sản xuất lọ thuốc. Anh phát hiện ra rằng công ty thuộc sở hữu của CNC, một nhà sản xuất thuốc Trung Quốc, đang buôn bán ở một số khu vực thuộc Los Angeles. Sâu chuỗi lại mọi việc, Jay dần hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Đây là một vụ án rất nghiêm trọng, anh lập tức thông báo việc này lên cấp trên, nhưng lại bị chỉ trích vì họ đã từng kiểm tra ngôi nhà đó rồi, nhưng không phát hiện được gì. Mặc kệ lời cấp trên, tối đó Jay vẫn theo thông tin tìm được trên mạng, đi đến tòa nhà thuộc công ty CNC và phát hiện ra fentanyl đang được sản xuất ở đây. Khi Jay bước vào tòa nhà cùng Sóc, nhân viên trong đó nói rằng anh ta cũng biết Sóc, điều này khiến Jay bối rối. Ngay lúc đó người kia đẩy anh ra và cố tình tấn công vào mặt anh, khiến fentanyl xâm nhập vào mũi Jay khiến anh bất tỉnh. Jay mơ màng thấy mình bị những người khác bao vây và đưa đến gặp một người phụ nữ. Jay thấy Sóc rất vâng lời cô ta mà không có bất kỳ phản kháng nào. Lúc này anh nghe thấy người phụ nữ nói rằng một là về phe của họ, hai là tự sát. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trên phố. Anh hoàn toàn không nhớ gì về đêm hôm trước, chỉ nhận ra Sóc đã biến mất. Bên cạnh anh là một chiếc xe đã cháy rụi và cảnh sát cũng đang bao vây ở đây. Hiển nhiên là anh đã rơi vào cái bẫy của bọn buôn bán ma túy. Giờ thì có chạy đằng trời không khỏi nắng, nhân chứng vật chứng rõ ràng thế thì chối đằng nào cho được kia chứ. Sau đó anh trở về trụ sở và tiếp tục bị đình chỉ vì tình trạng hỗn loạn của bản thân. Cấp trên yêu cầu anh phải tiếp tục điều trị căn bệnh tâm lý của mình. Khi trở về nhà, Jay còn bị Mia nói lời chia tay vì anh đã không thành thật với cô. Anh biết một lời khó nói hết, chỉ đành đau lòng nhìn người đẹp rời đi mà thôi. Sáng hôm sau, Gia Móp một lần nữa đến giải cứu anh, bảo anh hãy tìm một người tên là Luis ở Tehachapi. Nhưng có lời khuyên rồi thì xe đâu mà đi kia chứ. Thế là thanh niên đầu liền nhảy số, mày đốt xe bố thì bố sẽ lấy xe bọn mày đi vậy. Thế là anh mượn tạm con bán tải của bọn buôn ma túy. Đầu tiên Jay đến gặp người chủ ban đầu của Sóc là Santiago. Anh ấy cũng từng là cảnh sát, nhưng không may con gái lâm bệnh nặng. Santiago không thể trang trải chi phí điều trị với mức thu nhập ít ỏi của mình. Vì vậy, anh đã chọn cách gia nhập băng đảng, tìm kiếm sự giúp đỡ khác để cứu con gái mình. Anh ta bắt đầu gửi những chú chó ở K9 đến nơi sản xuất ma túy, và chúng bắt đầu đánh thuốc mê bọn chó. Những loại ma túy này có thể gây ra vấn đề với thính giác của chúng, ngăn việc cảnh khuyển phát hiện cocaine, khiến cảnh sát gặp khó khăn trong việc truy bắt tội phạm ma túy và tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của băng đảng ngày càng mở rộng. Một ngày nọ, bọn chúng đã cướp Sóc khỏi tay anh, và với hoàn cảnh của Santiago, anh không thể giải cứu chú chó của mình. Giờ đây Jay đã hiểu tại sao Sóc lại sợ lọ thuốc kia như thế. Từ việc trả thù cho AC, anh giờ càng quyết tâm phải cứu người bạn mới đáng thương của mình, cũng như chấm dứt sự tồn tại của băng đảng này. Khi biết tất cả những gì mình cần làm, Jay được Hernandez giúp đỡ. Ban đầu người vốn là một sĩ quan rất ghét anh. Jay mang theo một khẩu súng ngắn, thâm nhập vào căn cứ của bọn chúng. Khi anh ta bị tấn công bởi một con chó bị đánh thuốc, nó đã bị nổ tung thành từng mảnh bởi khẩu súng bắn baguette từ Hernandez. Nhờ có đồng đội, Jay thuận lợi tiêu diệt hầu hết mọi thành viên vòng ngoài và nhanh chóng đi vào bên trong. Bây giờ anh đang phải đối mặt với một người phụ nữ, những tưởng là dễ dàng thì anh lại phát hiện ra người phụ nữ đã thả hết chó ra để chơi với mình. Fan này e rằng có đi mà không có về à nha. Nhưng khi Jay ra lệnh cho Sóc về bên mình thì cô chó không chịu nghe lời, nhất quyết không rời xa người phụ nữ kia. Hai chú chó khác cũng đi đến, trừng mắt nhìn Jay một cách hung hãn. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng trước kẻ địch. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, anh đã hỏi người phụ nữ bản dịch tiếng Đức của từ tự sát là gì. Cô ta theo quán tính đưa ra câu trả lời, và Jay ngay lập tức đứng tay một cái. Sóc lập tức tỉnh táo lại với cử chỉ quen thuộc này từ anh. Cô chó nhảy xổm lên cắn vào cổ người phụ nữ. Hai chú chó còn lại cũng làm theo nó tấn công cô ta.
Trong lúc cận kề cái chết, ả đã nổ súng bắn một trong những chú chó ở đó. Kết thúc mọi chuyện, Dê nhanh chóng chạy ra ngoài cùng với sóc được bế trên tay. Cuối phim, cảnh sát phát hiện ra 5 cái xác không xác định danh tính ở bãi rác. Họ bắt đầu điều tra nhưng không biết rằng đó chính là bọn Mai Thúy chuyên trộm chó. Một thời gian sau, Dê là một người đàn ông đã có gia đình hạnh phúc và có một đứa con cần anh chăm sóc. Anh kết hôn với Mia, người hiện tại đang đi dạo trên phố với sóc. Nhưng lúc này, cô chó đáng thương đã bị mất một trong hai chân trước của mình vì viên đạn của nữ tội phạm vào đêm đó. Tuy nhiên, sóc đã may mắn tìm được một gia đình thực sự yêu thương mình. Sóc đang dần hồi phục sau tất cả những tổn thương trong quá khứ. Bằng chứng là cô chó đã rất vui vẻ khi đi bên cạnh Mia. Bộ phim đến đây là hết rồi. Chó là một người bạn luôn trung thành bên chủ nhân của mình. Hãy đối xử tốt với chúng bạn nhé, vì chúng sẽ đối xử lại với bạn còn nhiều hơn cả thế. Trong thời buổi vật chất làm con người ta cảm thấy mệt mỏi, chỉ có tình cảm của chúng là thật đơn giản, không luận chủ có giàu hay nghèo. Chúng vẫn yêu mến như cái cách mà chủ nhân đối đãi với mình mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.